Hồng rất vui được gặp lại tất cả quý vị đang xem show Lửa Hồng. Hôm nay Xuân Hồng lại mời quý vị vào bếp để nấu một món ăn. Mời vào bếp mà không nấu ăn đó là chuyện lạ hả quý vị ha. Cảm ơn quý vị nhiều, lúc nào cũng theo dõi show Lửa Hồng hết trơn á. Có nhiều cô thì ở xa lắm, các tiểu bang xa và ngay ở miền Bắc Cali đều đến thăm Xuân Hồng. Xuân Hồng cảm ơn quý vị nhiều, lúc nào cũng ủng hộ Xuân Hồng hết trơn á. Hôm nay cái món ăn Xuân Hồng tặng cho quý vị nè, ngon lắm, gọi là cá hấp hầm gừng. Xin mời quý vị vào bếp. Gừng này đó quý vị, thường thường đi nhà hàng Tàu, nhà hàng Việt đều có hết trơn á, mà mình ở nhà mình cũng có thể làm cho gia đình thưởng thức, thì nhà hàng Xuân Hồng cũng có cái món này, và Xuân Hồng cũng không ngại chia sẻ với quý vị làm cái món cá hấp hầm gừng để cho gia đình thưởng thức. Còn không có thời gian làm thì ra nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng thưởng thức vậy. Cảm ơn quý vị. Cái cá hấp hầm gừng quý vị dùng cá nào cũng được hết, tùy theo ý thích của mình. Quý vị có thể dùng cá mú nè, cá mú đỏ, cá mú đen, cá rô phi hấp hầm gừng cũng ngon, miễn sao là cái cá đó không phải cá mà nước mặn, cá nước ngọt nước lợ thì được ha quý vị ha. Cái thịt nó lạt lạt thì mình có cái sốt gừng với lại hành với nước tương ấy, thì nó thấm vào nó mới ngon mới hợp. Còn bây giờ nếu mà nói lấy cá ngừ cá thu thôi làm cá hấp hầm gừng, dạ không phải rồi, không ngon rồi. Cho nên hôm nay Xuân Hồng dùng cá là striped bass. Cá striped bass rất là quen thuộc đối với quý vị, chợ nào cũng có hết, quý vị mua một con khoảng hơn 2 pound như thế này. Nhờ mấy anh ở chợ làm sạch sẽ đi. Về nhà quý vị cho vào cái thau rửa sạch bằng nước giấm với muối, sau đó để cho ráo nước, thì Xuân Hồng có một con cá hấp hầm gừng như thế này. Bên này thì cái xử nước sôi của Xuân Hồng đang sôi sùng sục, Xuân Hồng bắt sẵn mà. Nhưng mà cái cá hồi nữa mình làm cái sốt để mình chế lên cái cá hấp hầm gừng, nhưng mà bây giờ chúng ta phải đem đi hấp. Thì trước khi đem đi hấp, Xuân Hồng phải khứa con cá ra một chút xíu. Thứ nhất là để nó mau chín, thứ hai hồi nữa mình chế cái sốt hành gừng lên thì nó thấm vào cái thịt cá hơn nha. Mình phải cứ khứa chút xíu nha quý vị. Rồi Xuân Hồng đem con cá mà đã làm sạch sẽ rồi để đây. Rồi Xuân Hồng sẽ khứa theo chiều dọc vài ba cái đường thôi để cho con cá mình nó thấm gia vị nha quý vị. Đó, trở mặt bên này nha. Rồi, bây giờ Xuân Hồng sẽ rắc chút xíu siêu muối, tí thôi nha quý vị nha, đừng có nhiều. Tại hồi đó mình phải làm cái sốt nè, làm tí xíu muối, tí xíu bột nêm. Rồi, bây giờ Xuân Hồng cho ngược vào cái dĩa để hồi nữa Xuân Hồng đem hấp. Tại sao Xuân Hồng dùng cái dĩa tròn là tại vì cái xử của Xuân Hồng nó tròn, chứ không thôi là cái dĩa dài nó vô được, nó không có vừa. Bây giờ Xuân Hồng sẽ lấy chút xíu gừng. Mặc dù hồi nữa mình làm cái sốt gừng, nhưng mà khi mình đi hấp, quý vị cũng cho chút xíu gừng hầm vô nha để cho nó thơm cá. Rồi Xuân Hồng lấy một ít hành lá cắt khúc ra, không cần cắt ngắn đâu đó. Xuân Hồng rải lên mình con cá nha, thậm chí lót ở dưới nữa đó, rải lên rồi lót ở dưới, lót xung quanh nữa để mình khi mình hấp á con cá nó thơm. Rồi bây giờ quý vị sẽ đem cá đi hấp. Hấp khoảng con cá này Xuân Hồng nghĩ hấp khoảng 20 phút đi. Miễn sao quý vị hấp xong, quý vị lấy cái đũa, quý vị dẻ cái thịt nó ra, nếu cái thịt nó chóc ra khỏi cái xương sống là cá chín rồi. Thì đừng hấp lâu quá cá cũng không ngon, mà hấp sống thì không được rồi. Hấp cá vừa chín tới, miễn sao mình thử, Xuân Hồng nghĩ khoảng 20 phút, 25 phút. Lấy cái đũa dẻ cái thịt cá ra mà nó chóc ra khỏi xương cá đó là cá chín. Rồi sau khi cá chín, quý vị đem cái dĩa cá này ra. Quý vị chắc hết cái nước mà mình hấp nó đọng ở dưới cái dĩa nè. Tại vì khi mình hấp cá đó, nó sẽ ra nước, mà cái nước này nước mồ hôi, nước tanh của con cá, cho nên mình không có lấy. Khi cá chín á, quý vị đem cái dĩa cá này ra, chắc bỏ cái nước đi và chuyển con cá này qua một cái dĩa dài. Tại bây giờ Xuân Hồng đã hấp cái dĩa tròn bay biển chích như là không đẹp rồi, nhưng mà Xuân Hồng phải dùng cái dĩa tròn, tại vì cái xử của Xuân Hồng mình tròn, nếu bỏ dĩa dài nó có lọt vô. Nhưng mà khi mà cá chín rồi đó, Xuân Hồng sẽ đổ cái nước mà con cá tiết ra đi, nó tanh lắm. Dời con cá, bưng con cá này vô một cái dĩa lớn hơn. Sau đó Xuân Hồng sẽ làm cái sốt hành gừng để chế lên mặt con cá này, rất là ngon nha. Bây giờ việc đầu tiên là Xuân Hồng đem con cá đi hấp nè. Đó, cái dĩa tròn mà Xuân Hồng cho còn muốn lọt. Rồi Xuân Hồng đem đi hấp nha quý vị. Cái đuôi thì Xuân Hồng bẻ qua một bên như thế này đây. Lấy cái nắp khuôn này lại trước cái đã. Đó. Rồi, coi như là vừa khích rồi ha. Xuân Hồng mới bưng cái dĩa con cá này ra đây hấp. Rồi, tạt lửa lên. Hấp khoảng
15 phút, sau đó quý vị thử được rồi 20 phút. Tôi Hồng nghĩ khoảng 20 đến 25 phút là cá chín lắm rồi. À, bây giờ cái sau khi cá chín tôi Hồng nhắc lại là đổ cái nước nó đi, đừng có lấy cái nước đó nha. Mình làm cái sốt hành gừng để mình chế lên con cá. Cái sốt hành gừng làm như thế nào? Thiệt là ngon. Mà cái món cá hấp hành gừng quý vị thấy là thường ăn ở các nhà hàng mà thôi đúng không? Thì hôm nay quý vị qua cái show lửa Hồng, quý vị làm cái món cá hấp hành gừng này cho gia đình thưởng thức. Thì hành lá, gốc hành lá là cái gốc mà hành lá như thế này. Đây quý vị mới lấy dao thái nhuyễn nhuyễn ra như thế này, thần sợi như thế này. Đây là cái những cái gốc hành lá mà Xuân Hồng làm sẵn rồi. Thì quý vị lấy gốc hành lá nè, mình chỉ lấy cái phần gốc mà thôi. Đó như thế này, mình lấy cái phần gốc ha. Sau đó quý vị mới cắt ra, cắt làm hai ra theo cái chiều dọc, ngang ngang cũng được, rồi đầu mình mới cắt nhỏ nhỏ ra như thế này. Cắt nhỏ nhỏ như ra như thế này để mà hồi nữa mình rải lên mình con cá. Sau đó mình mới chế cái sốt hành gừng lên. Quý vị thấy là mình tướng ra nó chuyển nhuyễn như tơ vậy đó. Đó, ngon lắm quý vị. Và cái món này cũng là cái hành này Xuân Hồng cũng tước ra để làm cái hàu hấp hành gừng, tức là oyster hấp hành gừng cho nhà hàng của Xuân Hồng đó. Quý vị ghé ăn thử hàu hấp hành gừng ở nhà hàng Nha Trang cũng ngon lắm, hoặc là cá hấp hành gừng nha. Còn bây giờ thì mình làm cái show này thì quý vị làm cho gia đình ăn mới có thời gian, hoặc là quý vị coi Xuân Hồng làm cho vui. Đó, những cái gốc hành lá thì quý vị cắt ra và thái nhuyễn nhuyễn như vậy. Đầu tiên thì mình cắt làm hai theo cái chiều dọc này. Sau đó quý vị cắt xéo xéo thành những sợi mỏng mỏng. Đừng có nhỏ quá nhưng đừng có lớn quá. Tại vì cái món ăn này nè, mình rải hành như thế này với lại gừng thái sợi lên trên mặt của con cá. Khi cá đã chín rồi, sau đó mình mới làm cái sốt hành gừng để mà mình chế sốt nóng đó nha, sốt đang nóng đó. Mình chế lên trên con cá mà con cá bây giờ đã chín và đã phủ những cái gốc hành lá mà mình thái nhuyễn nhuyễn như thế này. Rồi thêm gừng nữa, gừng cũng thái sợi nhuyễn nhuyễn như thế này luôn quý vị. Đó, tuyệt vời ngon ha. Bây giờ quý vị cho Xuân Hồng vài ba phút thôi để Xuân Hồng chờ cá chín, nhưng mà không phải vài ba phút đâu, phải tại lớp 15-20 phút đúng không? Nhưng mà quý vị biết không, làm một cái cooking show nó nhiều công đoạn lắm, để Xuân Hồng kể cho quý vị nghe, quý vị biết về quay một cái cooking show như thế nào. Trước khi Xuân Hồng làm show ha, Xuân Hồng đã biết mình phải nấu món gì rồi, Xuân Hồng phải chuẩn bị những cái vật liệu rồi, chưa kể có những món ví dụ như bò kho, ví dụ như cà ri, ragu thì Xuân Hồng phải nấu sẵn một nồi trước bên kia. Khi Xuân Hồng làm show là làm cho quý vị xem thôi. Còn cái công đoạn mà chờ chín cả tiếng đồng hồ là Xuân Hồng không thể nào chờ được. Mà anh xong coi phim cũng không thể chờ được đúng không? Cho nên Xuân Hồng lấy cái nồi mà đã chín rồi đem ra, để giống như quý vị thấy là đã đến khúc mà cái nồi đã chín rồi. Cũng giống như bây giờ Xuân Hồng nói là con cá này 15 phút sau chín thì cái thời gian có thể chờ được. Thì Xuân Hồng với anh xong coi phim á, sau khi mời quý vị lấy cho Xuân Hồng chút xíu thời gian cho cá chín, thì anh xong quay phim, sau đó mới turn off cái máy quay phim, tắt máy quay phim đi, hai đen ngồi tám chăn tắm cuội để chờ cho cá chín xong rồi anh xong quay phim mới turn on cái máy quay phim lên trở lại và Xuân Hồng tiếp tục làm show cho quý vị xem. Đó, quý vị thấy là một cái cooking show Xuân Hồng phải nói là rất là cực quý vị, rất là cực, không phải Xuân Hồng đâu mà những cô khác làm cooking show cũng rất là cực, phải thích nấu ăn thì mới làm được, mà khi mà đã làm rồi phải với cái niềm đam mê thì quý vị khán giả mới feel được đúng không? Mới cảm nhận được là cái show này nó có cái hồn. Bất cứ làm một cái gì hết mà không có sự đam mê trong đó, không có sự thực tình trong đó thì quý vị coi thấy cái nhạt nhẽo lắm. Nhưng mà khi quý vị coi một cái show giống như cái show cooking của Xuân Hồng đi, Xuân Hồng làm một món ăn với sự đam mê, thích nấu nướng, không sợ cực khổ gì hết, không sợ tốn kém gì hết, thì quý vị sẽ cảm nhận được là ồ wow, cái show này nó có hồn, nó có một cái gì đó nghệ thuật trong đó đúng không? Thôi tâm tình quý vị chút xíu, tại vì trong khi chờ cá chín giống như trên ấy, bây giờ chờ Xuân Hồng chút xíu, Xuân Hồng sẽ quay lại với quý vị và làm cái sốt hành gừng để chế lên con cá nha. Cảm ơn quý vị nhiều. Quý vị thân mến, Xuân Hồng với quý vị đang làm cái món là cá hấp hành gừng để mà mình ăn với cơm, quý vị ăn không cũng ngon nữa. Xuân Hồng cũng thích ăn không, anh ăn với bún tươi cũng ngon. Thì bên này là cái sỉnh cá hấp Xuân Hồng đang hấp này, sắp chín rồi quý vị. Nhìn cái cá nó dễ ra sắp chín rồi, quý vị thấy cái nước nó động ra thấy không? Tí nữa mình quay nước này nha, đổ hết đi. Nhà hàng Nha Trang tọa lạc ngay trong khu Playa Plaza ở thành phố San Jose là nơi lý tưởng để quý vị thưởng thức những món ăn thật ngon bên người thân và bạn bè. Xuân Hồng. Rồi bây giờ chờ chút xíu cho cá chín nữa thì Xuân Hồng sẽ tranh thủ với mình làm cái sốt hành gừng. Có một cái chảo nhỏ Xuân Hồng bắt lên bếp nè, bật lửa lên. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ cho dầu ăn vào. Xuân Hồng cho khá nhiều dầu ăn một chút xíu, tại vì cá hấp hành gừng nó phải có nhiều dầu nó mới béo. Xuân Hồng cho khoảng 2 đến 3 muỗng canh dầu ăn. Rồi, và Xuân Hồng phi tỏi khá nhiều, tại vì cá hấp hành gừng thiếu tỏi là thiếu linh hồn rồi.
nên Phương Hồng cho khoảng 2 muỗng canh tỏi băm phi vàng. Đó, Phương Hồng phi tỏi cho vàng cho thơm lên. Rồi, mặc dù hồi nữa Phương Hồng cũng cho chút xíu, cho rải gừng ở trên mình con cá, nhưng mà ở đây Phương Hồng cũng cho chút xíu gừng vào. Đó, rất là thơm quý vị. Chờ chút xíu cho tỏi nó vàng chút xíu nha, nó thơm nha. Thì mình mới bắt đầu cho nước tương vào. Và cái sốt hành gừng này quý vị phải có cái vị mặn mặn ngọt ngọt, không quá mặn mà cũng không quá ngọt, nó cơ bằng mà cũng vừa phải thôi. Có thể là mình chan cái nước sốt này lên chén cơm mình ăn tuyệt vời, ngon lắm, đừng có mặn quá nha. Rồi Xuân Hồng đang chờ cho cái tỏi nó vàng vàng chút xíu, rồi Xuân Hồng mới bắt đầu cho cái nước tương vào. Và Xuân Hồng nhắc lại, làm cái món cá hấp hành gừng thì cho tỏi nhiều nha, phi tỏi cho nhiều cho thơm lên thì nó mới ngon. Ngon hay không là nhờ tỏi đây nè, nếu không có cái mùi tỏi phi thơm là không xong rồi, không ngon rồi. Tỏi vàng vàng, Xuân Hồng hạ lửa xuống và bắt đầu Xuân Hồng cho nước tương vào. Có thể dùng nước tương hiệu nào cũng được hết, nước tương lạc lạc cũng được, đừng có nước tương mặn quá thôi. Rồi Xuân Hồng cho khoảng chắc cũng phải gần nửa chén ăn cơm, 1/3 chén ăn cơm nước tương nha. Tại vì mình cần cái sốt nhiều để mình chế lên con cá, và nếu cần mình chan thêm cái sốt, đang ăn mình chan thêm cái sốt vào thì nó mới ngon. Cái bằng khoảng 1/3 cup nước tương. Rồi Xuân Hồng cho thêm thắt xì dầu, tức là nước tương đậm đặc, nước tương màu đen, black soy sauce, để cho cái sốt của mình nó đậm đậm chút xíu chứ thôi nó lờ quá. Xuân Hồng cho một muỗng cà phê black soy sauce, nhưng mà quý vị đừng có cho nhiều quá, cái sốt mình đâm nó đen lại không ngon ha, nhưng mà phải cho chút xíu. Rồi Xuân Hồng vặn lửa lớn lên chút xíu lại nè, để cho cái sốt mình nó sôi lên. Bước kế tiếp Xuân Hồng sẽ cho đường, phải cho đường cá vào nha quý vị. Xuân Hồng cho, để coi, với nửa gừng 1/3 cup nước tương, Xuân Hồng cho 3 muỗng cà phê đầy đường cá. Xuân Hồng nếm lại, đừng quá ngọt cũng đừng quá mặn. Đó, thì thấy ngon chưa? Rồi bây giờ Xuân Hồng cho khoảng 2-3 muỗng canh nước Coco Rico để cho nó dịu cái sốt xuống quý vị, chứ không cái sốt nó lại cứng quá. Rồi ha, bây giờ Xuân Hồng sẽ cho vào dầu mè. Dầu mè Xuân Hồng cũng cho khoảng 1 muỗng canh dầu mè cho nó có mùi thơm. Bắt buộc phải có dầu mè quý vị, dầu mè với tỏi phi là không thể nào thiếu được đâu. Rồi cái sốt mình coi như là chờ cho sôi lên rồi Xuân Hồng nếm thử nha. Tuyệt vời, ngon quá. Giảm lửa nè, Xuân Hồng lấy cái muỗng nếm thử. Đó, bao giờ quý vị cũng nếm thử theo cái khẩu vị gia đình mình. Nếm chút xíu cái sốt hành gừng này coi như thế nào quý vị. Ngon quá. Nhưng mà Xuân Hồng thấy hơi mặn, bây giờ cho thêm đường cát vào. Vậy là coi như total Xuân Hồng cho 4 muỗng cà phê đường cát, và cho thêm nửa muỗng cà phê bột nêm chicken powder. Rồi coi như là ngon lắm rồi. Bây giờ trước khi nhắc ra, Xuân Hồng cho một muỗng canh rượu nấu ăn. Xuân Hồng nhắc lại, khoảng gần nửa, khoảng 1/3 cup nước tương, 4 muỗng cà phê đường cát, nửa muỗng cà phê bột nêm chicken powder. Rồi quý vị cho vào khoảng 2 muỗng canh đến 3 muỗng canh nước Coco Rico, 1 muỗng canh rượu trước khi nhắc ra, và 1 muỗng canh dầu mè. Rồi bây giờ nước sốt này sôi lên rồi, Xuân Hồng tắt lửa nè. Rồi bây giờ đến phiên cái công đoạn rất là quan trọng. Bưng con cá này ra đã chín rồi, chắc cái nước bỏ đi, sang con cá qua một cái dĩa dài thiệt là đẹp, rải hành với gừng lên trên mặt, chế cái sốt này lên trên mặt con cá. Mà nhớ là trước khi mình chế lên cá, mình vặn lửa lên cho cái sốt này nó sôi sùng sục, chế lên mặt con cá, rải hành ngò. Vậy là quý vị có một cái món ăn rất là ngon, dễ làm, tiện, gọn lẹ, mà quý vị không cần đi nhà hàng, lên xô lửa hồng là có cái món ăn này ngon rồi. Cảm ơn quý vị. Quý vị thân mến, cá đã chín rồi, Xuân Hồng mới chắc cái nước mà con cá tiết ra bỏ đi rồi. Bây giờ mình sang con cá này qua một cái dĩa dài dài cho đẹp đẹp chút nha quý vị. Nhẹ nhàng sang qua chứ không thôi là cá nó bị bể, tại cá nó chín rồi thì nó mềm lắm. Trước khi đã hành gừng thì Xuân Hồng thơm on cái lửa lên trở lại để cho cái sốt nó sôi lên. Rồi, bây giờ quý vị nhìn thấy nè, hành mà nãy thành gốc, thành lá Xuân Hồng rải đều trước cho quý vị xem đó. Mình rải lên.
rải lên trên mặt con cá nha, rải xung quanh nữa, tại vì cá hấp hành gừng phải hầm nhiều đó. Xong hồng rải lên trên mặt, rồi bây giờ xong hồng tiếp tục rải gừng, gừng thái sợi nhĩ nhĩ hồng cũng rải lên trên mặt luôn. Đó, quý vị thấy rải xung quanh nữa, quý vị gừng cũng khá nhiều. Rồi cái sốt này sôi, xong hồng giảm lửa. Rồi, bây giờ Xuân Hồng sẽ rải những cái cọng ngò xung quanh con cá cho nó đẹp. Rồi ha quý vị ha. Bây giờ nước sốt bên kia sôi sùng sục, Xuân Hồng tắt lửa. Rồi, bưng qua bên này. Quý vị thấy cái sốt phải sôi thì cá nó mới ngon. Rồi, chế cái sốt lên trên con cá. Wow. Cái sốt đang sôi mà gặp cái miếng hơi gừng thành với gừng mình thái nhuận nhuyễn như vậy thì nó sẽ bị chín tái. Và đồng thời con cá nó rút cái gia vị của cái sốt này lên. Và khi cá mình gừng phải nhiều sốt chút xíu để cho người ta chăn cơm, ăn cái bún cũng ngon nha quý vị. Nó có thông chế như thế này. Rồi tỏi phi quý vị thấy nhìn rất là nhiều đúng không? Bây giờ Xuân Hồng sẽ cho chút xíu hành phi. Hành phi vàng. Rồi, Xuân Hồng cắt tiêu. Đó, quý vị thấy hành gừng rất là nhiều, cắt tiêu lên. Rồi bây giờ cho thêm vài ba cọng ngò nữa. Đó, xung quanh đã có ngò, giờ có ngò nữa, xếp vài ba lát ớt nha quý vị. Cá mà không đi đôi với ớt không được rồi, phải có ớt. Rồi coi như là xong rồi một cái món ăn mà quý vị chỉ tưởng là mình thưởng thức ở nhà hàng thôi, nhưng mà hôm nay qua show Lửa Hồng quý vị được thưởng thức cái món ăn mà cá hấp hành gừng rất là ngon như thế này. Ăn với cơm cũng ngon, hoặc là quý vị ăn với bún. Xuân Hồng thì thích hâm bún cho nóng lên, luộc bún tươi cho nóng lên, ăn và chan cái sốt này nè quý vị. Vừa ăn vừa nhâm nhi với miếng thịt cá mà ngọt liền và thấm cái sốt này ngon ngon như thế này. Xuân Hồng cảm ơn quý vị nhiều nha. Bây giờ Xuân Hồng phải chào tạm biệt quý vị rồi. Quý vị thưởng thức cái món cá hấp hành gừng này, có thể quý vị cuốn bánh tráng cũng được. Cuốn bánh tráng với lại rau sống ha, chút bún nữa, quý vị chấm với cái nước sốt này cũng ngon lắm. Ăn kiểu nào cũng ngon hết, miễn sao là mình cảm thấy yêu đời, yêu người là ăn thấy ngon à. Rồi cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một ngày thiệt là an lành. Và Xuân Hồng không quên cảm ơn quý vị đã ủng hộ nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng. Nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng chỉ có một cái duy nhất ở miền Bắc Cali mà thôi. Những nhà hàng Nha Trang ở những nơi khác đều không phải của Xuân Hồng. Chỉ có một nhà hàng Nha Trang duy nhất ở miền Bắc Cali ở thành phố San Jose. Nếu quý vị đi đâu qua thành phố San Jose thì Xuân Hồng mời quý vị ghé thăm nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng để thưởng thức những món ăn ngon, rất nhiều món ăn ngon tuyệt vời do chính Xuân Hồng điều hành và thực hiện những cái món ăn đó. Và cảm ơn quý vị đã ủng hộ show Lửa Hồng nữa. Show Lửa Hồng thì chắc chắn là quý vị ủng hộ bao nhiêu lâu nay rồi. Chính vì vậy mà ngày hôm nay Xuân Hồng vẫn còn đứng đây để phục vụ quý vị những món ăn ngon, phải không ạ? Cho nên quý vị thương mến Xuân Hồng lắm, Xuân Hồng biết mà. Rồi quý vị ủng hộ Xuân Hồng qua cái show làm đẹp với cái bộ kem dưỡng da Sanoderm. Xuân Hồng thích làm đẹp, Xuân Hồng thích nấu ăn, đều được làm những điều mình yêu thích. Cho nên Xuân Hồng cảm ơn quý vị nhiều lắm. Và hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị để Xuân Hồng có cái cơ hội đứng đây nấu nướng và làm thêm cái show làm đẹp để phục vụ quý vị đồng hương mình. Chúc quý vị có một ngày thiệt là an lành và hạnh phúc.